Xin chào các bạn đến với chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast của Đài Châu Tự Do. Tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Anh Sơn, em đố anh đó là trong năm 2023 vừa rồi thì người Việt Nam mình tìm kiếm cái câu hỏi là gì ở trên Google là câu hỏi gì nhiều nhất? Câu hỏi là gì ở trên Google? Có nghĩa là định nghĩa, hỏi về định nghĩa, ví dụ cái này là gì, cái kia là gì á. À, ok. Là được hỏi nhiều nhất đấy trên Google. Đúng, đúng rồi. Anh không biết. Rồi. Thực ra khi mà em đọc cái thông tin này từ Google, từ cái báo cáo của Google đó thì em cũng thấy hơi bất ngờ. Đó là câu hỏi đường lưỡi bò là gì? Đường lưỡi bò? Là gì? Wow! Đúng là bất ngờ thật, bởi vì anh trong đầu anh thì đang nghĩ là ví dụ như là hỏi về cái một cái sự kiện gì đấy, hay là một cái scandal gì đấy, hay là một cái nhân vật nổi tiếng gì nào đấy, đấy, đúng không? Đường lưỡi bò là một cái vấn đề mình thấy khá là chính trị và cũng khá là cao siêu, nhưng mà lại được hỏi nhiều nhất, khá là bất ngờ. Thế thì hay là mình sẽ nói về chủ đề này đi. Sure, ok. Ngày hôm nay đó thì em có mời đến một nhân vật, chị Hoàng Thị Minh Trang. Thì chị là một nhà nghiên cứu về Biển Đông và đã đi học ở rất là nhiều nơi trên thế giới và có rất là nhiều kinh nghiệm về biển và luật biển. Ok. Bắt đầu ha. Dạ, chào chị Minh Trang ạ. Trước tiên là rất là cảm ơn chị Minh Trang đã dành thời gian để cho cái podcast này của RFA đó. Câu hỏi đầu tiên mà em muốn hỏi chị đó là đường lưỡi bò là gì? Và nó xuất hiện từ khi nào, bởi ai? Dạ. Cảm ơn hai bạn đã mời mình đến chương trình ngày hôm nay. Trước khi vào chương trình thì mình cũng xin một cái disclaimer nhỏ nhỏ. Đó là những nghiên cứu của mình ở Biển Đông là dựa trên nghiên cứu của bản thân. Nó không, những cái phát biểu của mình nó không liên quan đến nơi mà mình đã làm việc trước đây và hay là nơi mình làm việc mình bây giờ. Rồi thì vào cái câu hỏi đầu tiên rất ngắn gọn của bạn, đó là đường lưỡi bò là gì. Thì trong luật pháp quốc tế hay là trong những cái claim, những cái yêu sách của Trung Quốc á, họ không có dùng cái gọi là đường lưỡi bò. Thì nhờ mình cũng không biết cái đường lưỡi bò, cái từ đó nó xuất phát từ đâu, nó trôi nổi trên mạng xã hội ở Việt Nam. Thì đường chính xác mà những yêu sách mà Trung Quốc claim ở Biển Đông á, là cái gọi là đường chính đoạn. Cái đường chính đoạn này là trong tiếng Anh nó là Nine Dash Line. Nó xuất hiện đầu tiên vào công hàm của Trung Quốc vào năm 2009 gửi lên Liên Hiệp Quốc. Và cái statement của Trung Quốc nói là Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi được ở Biển Đông, vân vân, không thể tranh cãi, vân vân. Cho đến năm 2016 thì mình mới biết được rằng nhờ vào cái vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, thì Philippines có hỏi tòa tổng tài quốc tế là cái legal status, có nghĩa là cái tình trạng pháp lý, cái tính pháp lý, cái tính pháp lý của cái Nine Dash Line này là gì, và tòa mới nói rằng là những yêu sách đó là nó vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm luật biển quốc tế, và đường lưỡi bò hay là đường chính đoạn là không có giá trị pháp lý. Sau những cái năm 2009 ấy, khi mà Trung Quốc người ta công khai cái đường chín đoạn đấy, thì ở Việt Nam mình ở trên mạng xã hội gọi nó là đường lưỡi bò, là bởi vì cái hình của nó đó chị, cái hình của nó trông giống trông giống cái lưỡi con bò đấy, và ở Việt Nam mình nói theo một cách sách mé là đường lưỡi bò liếm Biển Đông. Tại vì cái đất nước Trung Quốc là nó nhìn giống cái đầu bò và nó đưa cái nước Trung Quốc, nó muốn nhìn giống cái đầu bò đó, xong rồi cái đường Nine Dash Line đó thì nó giống như là cái lưỡi đưa ra ở trên khu vực Biển Đông vậy đó. Em nghĩ là do từ đó chứ em cũng nhưng mà gọi đường lưỡi bò vui mà đúng không, châm biếm nhưng gọi đường chín đoạn thì hơi chín đoạn nghe nó hơi bị bị nhàm chán một tí. Chị Trang, em muốn hỏi là đối với cái đường lưỡi bò này đó thì Philippines là
họ phản ứng bằng cách là họ mang Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế. Thế thì phản ứng của Việt Nam đối với lại cái đường lưỡi bò này là gì ạ? Nếu mà mình theo dõi và mình quan sát tất cả các phát biểu của người phát ngôn của Việt Nam thì Việt Nam luôn luôn phản đối những cái yêu sách trái với luật pháp quốc tế của Trung Quốc tại Biển Đông, hay là những cái yêu sách nó ảnh hưởng đến cái quyền lợi chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông. Cho nên là theo mình nghiên cứu thì Việt Nam phản đối cái đường chín đoạn này, hay là đường lưỡi bò này. Theo luật pháp quốc tế thì một trong những cái biện pháp pháp lý là nhà nước phải nhà nước đại diện cho có nghĩa là chính phủ của một quốc gia phải lên tiếng phản đối một cách pháp lý. Đây là những cái để sau này nó có những cái bằng chứng. Nếu mà mình kiện sau này có những bằng chứng là thực tế mình đã có lên tiếng phản đối từ rất lâu rồi. Tức là dù bây giờ bình thường mà mình muốn đi kiện ai đó thì mình cũng phải có cái bằng chứng đúng không, là đây từ lâu rồi là tôi đã phản đối cái hành động của đối phương rồi, đây bằng chứng đây, bao nhiêu năm qua tôi đã phản đối ở đây đúng không, thay vì đó là mình không nói gì cả rồi tự dưng mình đùng cái mình đi kiện thì cũng có đúng rồi. Hiểu nôm na một cách dễ hiểu là như vậy, tức là mình phải thể hiện rằng mình có cái ý kiến phản đối và mình có một cái conflict of interest từ rất lâu rồi. Chứ không phải là thế thì ví dụ ở Việt Nam mình thì không biết mọi người có để ý không, đó là trong những cái năm gần đây thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều các cái vụ việc liên quan đến đường lưỡi bò đấy đã gây cái thu hút ở trong giới trẻ rất là nhiều. Nếu mà chị Trang để ý thì sẽ thấy rằng là cũng có những cái bộ phim khá là nổi tiếng như năm vừa rồi là phim búp bê Barbie đúng không, đã dính vào cái lùm xùm đó là trong một cảnh của bộ phim là xuất hiện một cái đường vẽ nguệch ngoạc mà trông có vẻ giống đường lưỡi bò. Hay là phim của Trung Quốc thì tất nhiên là người ta luôn lồng cái hình ảnh đường lưỡi bò. Thậm chí là phim của nước ngoài như là phim của Mỹ thì Trung Quốc người ta cũng tìm cách để mà lồng cái hình ảnh này vào, và cuối cùng là nó gây tranh cãi rất là nhiều như thế. Thì theo chị tại sao Trung Quốc người ta lại làm vậy ạ? Cái mà Trung Quốc hiện giờ đang làm đó là tìm mọi cách để tuyên truyền. Có nghĩa là nó không phải là sự thật. Nhưng mà nếu mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần và người ta thấy nhiều lần thì người ta bắt đầu tin nó là sự thật. Thì như mình nói thì những người nghiên cứu luật á, thì nó không nhiều. Và những người biết rằng là tòa trọng tài đã phản đối, không phải là phản đối, là phải là quyết định rằng đường chính đoạn là không có giá trị pháp lý. Thì vô giá trị về mặt pháp lý. Thì rất ít người nghiên cứu và biết cái đó. Và đại đa số mọi người thì sẽ nghe theo những lời tuyên truyền ngắn gọn, giống như là Trung Quốc có đường chính đoạn và Trung Quốc đưa những cái hình ảnh đường chính đoạn đó tràn lan trong tất cả các bộ phim của Trung Quốc để thứ nhất là cho người dân của Trung Quốc hiểu được cái này và nắm được cái này. Cái thứ hai là những người bên ngoài Trung Quốc cũng có nghĩa là biết rằng là Trung Quốc cái lãnh thổ trên biển của Trung Quốc nó đã kéo dài xuống hết cả Biển Đông như vậy. Một lời nói dối nếu được lặp lại nhiều lần thì sẽ trở thành sự thật đúng không? Em biết là thậm chí là những cái phim mà chưa chiếu đó thì họ bắt đầu đưa cái đường lưỡi bò vô. Nhưng mà em còn biết đó là những cái phim mà đã chiếu rồi, ví dụ như là phim Diên Hy Cung Lược đi rất là nổi tiếng trên toàn thế giới luôn đó. Thì trong một cái cảnh, chỉ một cái cảnh nhỏ thôi, trong hết 16 tập mà chỉ có một cái cảnh nhỏ là cái bản đồ mà thời nhà Thanh đó, họ làm ở phía sau, rất là bự ở phía sau mà cái bản đồ đó không có cái đường chính đoạn. Thế là cái bộ phim đó cũng không có được chiếu ở Trung Quốc nữa đó. Tức là... Thế thì Việt Nam mình thì chị thấy rằng là đối phó bằng cái cách đó là bây giờ cứ phim nào có đường lưỡi bò là hoặc phải cắt hoặc là không cho chiếu. Thế thì không biết là theo chị thì cái cách làm như thế thì nó có, tức là về mặt thực tế thì nó có giúp mình bảo vệ cái chủ quyền của mình hay không, hay là chị nhận xét ra sao ạ? Theo mình thấy thì một trong những đối phó của mình hiện giờ nó mang tính chất gọi là
reaction to fast reaction to the issue, có nghĩa là phản mình ứng chưa lại. có, nói chung là rất là mình rất là hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại làm như vậy. Tại vì nó ở Việt Nam mình cũng chính phủ cũng đang cố gắng tuyên truyền rằng là ví dụ như Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đường lưỡi bò của Trung Quốc là không có giá trị, vân 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 là vân vân, và cái và những cái quyền lợi của Việt Nam đối với Biển Đông là nó rất là cấp thiết và nó rất là quan trọng. Nhưng mà ví dụ như là trong trường hợp phim Barbie ấy, thì mình thấy nó hơi extreme, nó hơi quá mức, đúng không? Hơi quá hơi quá nhạy cảm. Cho nên là hiện giờ mình nghĩ là nên cân bằng giữa một cái việc gọi là bảo vệ chủ quyền biển đảo theo cái cách mà chính phủ Việt Nam thường dùng, nó bảo vệ chủ quyền biển đảo, và bằng những cái cách gọi là thiết thực hơn, đừng có quá extreme như vậy. Thế thì đó cũng có thể coi như là một cái hành động mà chính quyền Việt Nam họ sử dụng, một cái phương pháp mà chính quyền Việt Nam họ sử dụng để họ họ bảo vệ cái chủ quyền lãnh hải của họ, đúng không chị? Là một những mình gọi là biện pháp đối phó. Đối phó. Thế thì chị thì em được biết đó là khi mà Việt Nam có những cái tranh chấp về lãnh hải trên Biển Đông với lại Trung Quốc, thì Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao lúc nào họ cũng lên họ nói là Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở trong nước các bạn trẻ đó và các bạn như em đó, họ hay nói là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, lúc nào cũng vậy hết. Nhưng mà thực sự là có mấy ai trong mấy cái bạn đó biết được là vì sao, do đâu Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, dựa vào đâu mà họ nói như vậy thì họ không biết được. Thế thì chị có thể cung cấp một số cái kiến thức về pháp lý cũng như là lịch sử mà có thể chứng minh được Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam không? Trước hết thì cái câu slogan Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam là rất catchy. Đúng rồi. Đi đâu cũng nghe, đúng không? Nó vần, đúng không? Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam vần. Nó rất dễ đi vào lòng người, cho nên là nó được gọi là spray rất là nhanh và sâu rộng trong trong quần chúng nhân dân, trong xã hội. Thì cái đó là một trong những biện pháp tuyên truyền mà không ai đi tuyên truyền Trường Sa và Trường Sa là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, rồi sau đó là 8 tờ A4 để mà giải đúng rồi, đúng rồi. Không ai đọc hết trơn. Để tuyên truyền thì họ cần phải thật ngắn gọn và catchy như khẩu hiệu. Cái câu đó. Yeah. Cái khẩu hiệu đó. Thì nói về vấn đề luật biển á, thì nó có một số cái mà mình có thể áp dụng vào Hoàng Sa và Trường Sa. Ví dụ như là trong luật biển thì họ chia trong luật biển chia cái những cái thực thể ở trên biển ra thành ba loại là đảo, ví dụ như cái đảo Phú Quốc của mình là đảo, là các quốc gia có thể tuyên bố chủ quyền lên đảo. Cái thực thể thứ hai trong luật biển đó là đá. Đá ở đây không phải là đá về mặt địa chất, mà đá theo mặt về mặt pháp lý. Mình lấy ví dụ như là những cái cục đá nổi ở Hạ Long đó, là không có ai có thể sống ở trên cái những cái thực thể đó, thì mình cũng có thể tuyên bố chủ quyền lên nó. Cái cuối cùng đó là thực thể khi nổi khi chìm, low tide elevation. Về phần Hoàng Sa thì mình không biết, mình không biết là cái nào là đảo, cái nào là đá, cái nào là low tide elevation, tại vì chưa có một cái phán quyết trọng tài nào về cái Hoàng Sa. Còn đối với cái Trường Sa, phần phía nam của Biển Đông á, thì mình có phán quyết của tòa trọng tài rồi. Tất cả những thực thể trong cái quần đảo, trong cái Trường Sa chỉ là đá hoặc low tide elevation, không có đảo. Và do và nếu mà cái low tide elevation đó đó, những cái thực thể khi nổi khi chìm đó đó, nó nằm ở thềm lục địa hay là thềm lục địa hay là vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, của Malaysia, của Việt Nam, của Brunei, thì nó thuộc về nước đó. Thì nó thuộc về nước đó. Cái phán quyết của tòa trọng tài cũng rất quan trọng đối với Trung Quốc, đó là cái phần Trường Sa nó quá xa đối với Trung Quốc. Cho nên là nếu dùng luật biển
mình cũng có thể trả lời được một số câu hỏi về Ừ. chủ quyền. Ừ. Đó nghĩa là Việt Nam có thể tuyên bố chủ quyền lên những thực thể Ừ. nào. Tức là trong xã hội thì vẫn nghĩ rằng là à, đi bàn chuyện Biển Đông hay là đi nghiên cứu Biển Đông là cái chuyện của mấy ông nhà nước đúng không? Thì chị Trang là không phải là người làm cho nhà nước thì tại làm sao mà chị lại quyết định là đi nghiên cứu về cái vấn đề luật biển và Biển Đông hả chị? Tại vì lúc mà mình ngồi trong nhà trường học ở cấp 3 hay là học ở đại học, mình cũng nghe cái câu gọi là đường lưỡi bò là không có tác dụng, không có giá trị, hay là Hoàng Sa là Trường Sa và của Việt Nam, Cứ thì mở mình có những cái câu tivi hỏi, là thành không mình có những câu hỏi đó đó. Mình bắt đầu nghiên cứu vào, và bởi vì mình chọn cái ngành mình học là quan hệ quốc tế và trong đó có luật quốc tế, thế là mình đi theo cái hướng nghiên cứu này, rồi mình được học bổng đi nghiên cứu ở tòa án luật biển ở Đức, rồi sau đó mình được học bổng đi ở New York City làm nghiên cứu ở NYU, New York University. Rồi từ đó nó mở ra nhiều cơ hội hơn, tham gia nhiều hội thảo. Rồi sau đó là rốt cuộc mình landed ở một cái job ở Đức, một cái công việc là nghiên cứu ở Đức. Thực ra là con đường nghiên cứu nó có thể mở ra rất nhiều cơ hội, đặc biệt là nghiên cứu về luật quốc tế chẳng hạn. Thì nó mở ra rất nhiều cơ hội, và làm nghiên cứu rồi gọi là nghiên cứu viên cũng có thể survive và có thể sống được lương hơn 5 triệu một tháng Phải hơn đúng so với nghiên cứu ở Việt Nam. không? Thế thì những bạn trẻ nào mà đang coi cái podcast này thì có thể hiểu ra được rằng là quan tâm đến Hoàng Sa và Trường Sa thực ra là có cả lợi ích thực tế đúng không? Về nghề nghiệp, về hướng đi sắp tới trong tương lai và đặc biệt là sẽ được đi nghiên cứu ở rất nhiều nơi trên thế giới. Đây là điều mà rất chắc chắn là các cái bạn trẻ Việt Nam sẽ quan tâm. Thế thì ngày hôm nay á, cái podcast này rất là sau cái podcast này thì rất là mong là những ai mà theo dõi chương trình này đó thì sẽ hiểu biết được, có thêm một chút kiến thức về Biển Đông, bởi vì cái Biển Đông thì nó hằng hà sa số, rất là nhiều kiến Rồi. thức. Thì hôm nay á, là mong là sẽ cung cấp cho các bạn được một số kiến thức về Biển Đông, và cũng rất là cảm ơn chị Minh Trang đã dành thời gian để đến với chương trình podcast của Đài Á Châu Tự Do RFA ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người đã mời mình ngày hôm nay. Ok, bye chị. Tạm biệt ạ.